Quý vị và các bạn thân mến, thành phố Đà Lạt đã trải qua hơn 120 năm hình thành và phát triển. Với bề dày lịch sử đó, thì ở đây còn tồn tại rất nhiều những kỷ vật văn hóa có tuổi đời từ hàng thập niên đến cả thế kỷ. Và ngày hôm nay, Xuân Lâm sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một nơi đang lưu giữ rất nhiều kỷ vật văn hóa của Đà Lạt. Khu trưng bày được bố trí trong tòa biệt thự cổ kiến trúc Pháp, trước đây là dinh tỉnh trưởng, nơi sinh sống và làm việc của thị trưởng Đà Lạt, kiêm tỉnh trưởng Tuyền Đức, tọa lạc trên đồi thông thơ mộng nhìn xuống trung tâm thành phố. Điều đặc biệt nhất trong triển lãm này là phần lớn các hiện vật kỷ vật là do người dân Đà Lạt hiến tặng, nên đều gắn chặt với cuộc sống đời thường. Tại đây có trên 1.000 hiện vật được bố trí theo 6 chủ đề chính, gồm nguyên quán, âm trầm, ngược sáng, khoáng lặng, thời ấy và tìm lại. Các chủ đề được sâu chuỗi theo một câu chuyện nhằm tái hiện lại đời sống văn hóa xã hội của người dân Đà Lạt từ nhiều năm về trước. Mỗi kỷ vật tại đây đều mang trong mình một câu chuyện. Câu chuyện đó gắn liền với sự phát triển của thành phố Đà Lạt cổ kính. Nếu như nguyên quán là nơi lưu giữ những vật dụng đời thường do cư dân trên mọi miền đất nước mang đến Đà Lạt trong hành trình lập nghiệp và gìn giữ đến hôm nay, thì âm trầm là không gian của những thiết bị âm thanh, máy đĩa, máy chiếu phim quay tay. Còn ngược sáng là nơi những chiếc máy ảnh thập niên 40 thế kỷ trước tọa lạc. Đến với khoảng lặng là những chiếc bàn, kệ sách, tivi, cửa lùa, máy đánh chữ thời Pháp thuộc. Tìm lại là nơi chúng ta sẽ được nhìn lại những tờ giấy thông hành vào Đà Lạt, những tấm bằng tốt nghiệp đầu tiên sau ngày giải phóng. Cuối cùng là thuở ấy, nơi chúng ta có thể tìm thấy những vật dụng từ thời bao cấp như những chiếc xe đạp hay những lá tem phiếu. Cảm nhận là tại vì lần đầu tiên đặt chân tới đây á, mình vô cùng ấn tượng với những vật dụng mà được trưng bày bày trí ở trong khu vực này. Tuy là chưa có thời gian nhiều để đi tham quan hết tòa nhà nhưng mà rất là cực kỳ ấn tượng với cái cách sắp xếp, cách bày trí của trong khu vực này. Mình còn được ngồi thưởng thức một ly cà phê với mang phong cách của Đà Lạt, rất là cổ kính và rất là nhẹ nhàng. Thưa quý vị và các bạn, những kỷ vật ở đây tuy vô tri, vô giác nhưng lại mang trong mình một giá trị tinh thần rất to lớn. Chính điều này sẽ giúp những vị cao niên nhớ lại một thời đã xa, cũng như giúp cho những thế hệ trẻ cùng du khách muôn phương hiểu rõ hơn về thành phố Đà Lạt. Đứng trước dãy nhà trong con hẻm số 1806 Huỳnh Tấn Phát với 6 suyệt như thế này, chắc chắn ai cũng sẽ hoa mắt như chúng tôi khi nhìn bảng số nhà với dãy số dài hơn cả số chứng minh nhân dân. Liệu có thể tìm ra đúng căn nhà nếu biết được địa chỉ nhà như thế này? Nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười được người dân sống ở đây chia sẻ. Nó xịt tới 5-6 xịt lận nên không có nhớ xuống nhà. Rồi nhiều khi kêu người ta vô á, kêu người ta vô như là mình mua hàng, mua gạo hoặc mua ga, mua cái này kia đó. Kêu người ta vô, người ta nói trời ơi đường nhà cô sao mà gọi điện thoại kêu hoài mà quẹo đầu này, quẹo đầu kia, quẹo nọ, khó vô lắm.